cả nhà nhé. Chào cả nhà đến với buổi tập chiều nay của câu lạc bộ Hải Phòng. Hiện tại là các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng đang chuẩn bị tập luyện. Trợ lý huấn luyện viên Hồng Trường đang chuẩn bị áo pít cho các cầu thủ. Các cầu thủ của đội đã có đầy đủ tại sân tập rồi. Trừ hai cầu thủ đã bị đủ ba thẻ đỏ, đó là Hải Huy và Moses ra, thì tất cả các cầu thủ còn lại sẽ được thi đấu ở trận Sài Gòn. Moses đây. Đây, Hải Huy đây. Các cầu thủ đang ôm ấp đây. Các cầu thủ đã vào bài tập rồi. Đó là bài chạy và thư giãn đây. Thì Mario đã rất là hài. Xin chào anh. Martin Lò đây. Sự thiếu vắng của hai chủ lực Hải Huy và Moses sẽ ảnh hưởng rất là không tốt đối với đội bóng Hải Phòng. Nhưng với những con bài của huấn luyện viên Trần Đình Nghiêm thì không có gì là không thể cả. Với một đội bóng như Sài Gòn với mục tiêu họ sẽ phải trụ hạng thì Hải Phòng sẽ gặp rất khó khăn trong lượt trận sắp tới đây. Cái mục tiêu của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là nằm trong top 3 thì Hải Phòng sẽ có thể hoàn thành được chỉ tiêu. Đây là bài căng cơ của các cầu thủ của câu lạc bộ Hải Phòng. Vẫn là bài toán lấy công bù thủ thôi. Sự xuất sắc của Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụ Quang Nho sẽ là điểm tựa vững chắc và Hải Phòng sẽ đối đầu với Sài Gòn ngay trên đất khách. Rồi, một set xin bóng rồi. Các cầu thủ bắt đầu với những bài tập đầu tiên rồi. Đó là bài tập đĩa bóng. Rồi. Rất hài. Moses đã làm đĩa cho đội tập rồi. Wow.
Rồi, Triệu Việt Hưng và Dũng Quang Nho. Hai đội rất các cầu thủ với tâm lý rất thoải mái sau chiến thắng trước đội Hà Nội. Giờ đây là bài tập để chuẩn bị cho ngày mai. Các cầu thủ sẽ bay thẳng vào Sài Gòn để gặp đội chủ nhà Sài Gòn. Ngày mai chắc các cầu thủ sẽ tập trên sân Thống Nhất và chuẩn bị cho ngày kia sẽ đối đầu với đội Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Đang hướng máy quay về phía các cầu thủ, trong đó có Hải Huy, Đặng Văn Tới và trợ lý huấn luyện viên Ngô Anh Tuấn. Hiện tại Hải Huy đang làm đĩa đây. Bùi Tiến Dũng cười rất tươi. Vòng tới sẽ là sự trở lại của Phạm Trung Hiếu, Đặng Văn Tới, nơi phòng ngự của đội Hải Phòng. Hai trung vệ này sẽ góp phần làm chắc chắn thêm đội bóng tất cả. Lượt trận tới, lượt trận trước đây, lượt trận trước với đội Hà Nội, đấu công rất lớn của Bùi Tiến Dũng, số 16.
Thank you.